Xin chào các bạn, đây là hai chiếc thuyền. Chiếc thuyền của bạn Doraemon và chiếc thuyền của bạn bò sữa và bạn voi và bạn gà. Chà chà, hai chiếc thuyền đang đi trên biển đấy. Ui, sóng biển, bạn voi đang bị say sóng. Bạn mèo Doraemon đang bị say sóng đấy. Ui chà chà. Sóng to quá, sóng biển to quá, hai chiếc thuyền đang đuổi nhau đấy, đua thuyền đấy. Thuyền là bạn bò sữa đi có vẻ nhanh hơn. Chà chà, ái chà chà. Nhanh lên, nhanh lên, cố lên, cố lên. Thuyền là bạn Doraemon to hơn, nặng hơn nên là đi chậm hơn nhá. Cố lên nào Doraemon, cố lên bạn mèo Doraemon đâu, cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên, đừng ngã, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, đuổi kịp bạn bò sữa nào, cố lên. Dừng ngã thôi, ngã thôi. Cố lên. Cố lên. Ui, ngã rồi, ngã rồi. Nhanh lên, cố lên. Doraemon ngã rồi. Mèo 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 bị ngã rồi. Đứng dậy, đứng dậy. Ôi, say sóng quá, thua rồi. Thuyền của bạn Doraemon thua cuộc rồi. Say sóng, không điều khiển được thuyền. Ui, ui, sóng to ạ. Ui, sóng to quá. Ui, sóng to quá. Ôi, thuyền của Doraemon chìm rồi. Hai bạn Doraemon thua rồi, chìm rồi, chìm thuyền rồi. Còn bạn bò sữa với bạn gà nữa thôi. Thuyền là bạn bò sữa và gà cũng bị nghiêng rồi. Ôi, cũng chìm nốt rồi. Chưa chìm thật. Chìm thật rồi. Ấy, chà 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 chà. Lên thuyền, lên thuyền, lên thuyền. Thuyền đâu, lên thuyền này về thôi. Bạn bò đứng đây nhá. Đấy bạn voi. Bạn voi nữa. Còn bạn gà. Gà đứng đây. Gà đứng đây. Vậy hôm nay là bạn cuối cùng là bạn bò sữa và bạn gà, bạn voi là chiến thắng nhá. Còn bạn Doraemon hôm nay chèo thuyền thua. Không thắng được. Về thôi, trở về thôi. Thôi, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tôi nha. Chào tạm biệt.